Mọi người đã quay trở lại với channel của Ti. Và hôm nay thì sẽ là một video Tiên ở nhà. Tại vì đang dịch Covid cho nên là Tiên cũng không có đi đâu hết. Cho nên là sẽ là một ngày vlog A day in my life của Tiên. Ở nhà làm gì, sẽ có những hoạt động bên nhà. Không biết có thú vị hay không, nhưng mà mọi người sẽ xem nha. Bây giờ thì Tiên sẽ xuống ăn sáng nha mọi người. Hôm nay thứ 6 thì mấy Tiên có lịch work from home, cho nên là Tiên sẽ ở nhà làm việc. Rất là nhiều công việc đang chờ đón Tiên, cho nên là bây giờ Tiên sẽ ăn sáng trước, rồi sau đó sẽ giải quyết công việc sau. Bây giờ thì Tiên đang đợi đồ ăn. Trời giờ này đang nóng lắm luôn á mọi người. Khó chịu dã man. Không có máy lạnh là kiểu không sống nổi. Hôm nay thì nhà Tiên có nấu phở bò. Yeah, và bây giờ Tiên đang bật cái một cái bộ phim mà Tiên đang rất là yêu thích luôn á mọi người. Phim Vincenzo. Oh my god. Chai mọi người. Chai đẹp trai. Yeah. Thì Tiên đã vừa mới ăn sáng xong rồi. Bây giờ Tiên có một cái cuộc họp work from home, cuộc họp online lúc 9 giờ sáng. 9 giờ rưỡi nhưng mà 15 phút nữa. Thì bây giờ Tiên sẽ on air chuẩn bị cuộc họp này cùng với lại đối tác nha. Tiên vừa mới ăn trưa xong, cũng không vừa mới ăn trưa nữa, ăn trưa từ 3 tiếng trước rồi nè. Nãy giờ Tiên ngồi Tiên làm việc, bây giờ là 3 giờ rồi và Tiên vẫn còn làm việc chưa xong, còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà bây giờ thì chắc là Tiên sẽ đi lên lầu tắm một chút, gội đầu cho nó sạch, make up để đẹp đẹp xíu, sẽ làm một cái unboxing cho mọi người. Tại vì hình như là trên channel thì Tiên cũng chưa làm một cái unboxing nào cả. Nhưng mà hôm nay thì nhận được khá là nhiều sản phẩm từ các brand, cho nên là Tiên muốn unbox cho mọi người và giới thiệu một chút xíu về các sản phẩm Tiên được nhận từ brand. Ok, thì Tiên đã make up xong, cũng như là mặc đồ xinh xắn để làm cái unboxing cho mọi người rồi. Thì đầu tiên sẽ là một cái box quà đến từ Beauty Box. Thì Tiên đã nhận được rất là nhiều cái box quà từ Beauty Box rồi, nhưng mà hôm nay thì có vẻ như là nó đặc biệt hơn một chút. Thì Tiên muốn share cho mọi người một cái này rất là hay mà Beauty Box vừa mới gửi cho tháng này. Đây, một cái phần quà, rất nhiều quà. Thì Beauty Box có chia sẻ với Tiên trong một cái email mà các bạn gửi cho Tiên là tháng này thì các bạn bắt đầu là một cái chuỗi series, nó gọi là Zodiac Box. Có nghĩa là cứ tới mỗi cái cung hoàng đạo là các bạn sẽ gửi đến tặng cho một cái bạn KOL sinh nhật
đúng vào cái tháng đó. Thì hên quá, khi mà bắt đầu cái chuỗi này thì là song tử, là cái cung hoàng đạo đầu tiên mà các bạn chọn chính là Tiên mọi người ơi. Thì Tiên sinh ngày 7 tháng 6 thì là Tiên thuộc cung song tử. Thì đúng như vậy, các bạn đã gửi cho Tiên đến một cái phần quà rất là dễ thương luôn. Bây giờ Tiên sẽ đọc thử cái tấm thiệp này để các bạn viết cái gì cho Tiên nha. Xem là nó có dễ thương không. Song tử, cung song tử có một chút nổi loạn, một chút nhạy cảm, và cực kỳ thích sự thay đổi. Thấu hiểu tính cách của nàng và chàng, Beauty Box dành hộp quà đậm chất riêng này cho song tử. Mỗi ngày một phong cách chắc chắn sẽ không làm song tử cảm thấy nhàm chán. Chính xác luôn mọi người. Tiên thuộc cung song tử. Cung song tử là một cái cung mà rất sợ bị chán, giống như là làm cái gì mà đều hoài là không chịu nổi, nghĩa là rất là dễ chán luôn. Cho nên là đây chính xác luôn, Zodiac Box Gemini Edition, it's me, sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và thú vị. Hãy share cảm nghĩ của bạn trên trang cá nhân sau khi các bạn đọc hộp món quà đặc biệt này từ Beauty Box nhé. Thank you for choosing us from Beauty Box with love. This is so cute. Thì các bạn có share với Tiên là đối với cái hộp mà mua như thế này thì sẽ có 3 loại hộp khác nhau. Hộp đầu tiên sẽ là một cái hộp có 30 cái mặt nạ thì phải. Hộp thứ hai thì sẽ có những cái sản phẩm make up, và hộp thứ ba là sẽ có những cái, đây Tiên đang cầm hộp thứ ba trên tay đây, thì là có những cái mặt nạ và những cái make up ở đây luôn. Thì cái giá original của cái này là 4 triệu mấy rồi mọi người, nhưng mà nếu mọi người mua full box như thế này thì giá bây giờ giảm chỉ còn là 1,7 triệu thôi, kiểu giảm từ 4 triệu đến 1 triệu, rất nhiều. Thì trong đây hôm nay Tiên receive được 30 cái mặt nạ từ rất nhiều nhà khác nhau, như là AHC, rồi Senka, rồi nhà độc quyền của Beauty Box. Rồi nói chung là Tiên thấy là GM Solution, tất cả những cái mặt nạ hiện tại đang có trong này là đều có trong nhà Beauty Box cả. Thứ hai mà Tiên nhận được là một cái cushion của Clio. Mọi người ơi, cushion này thường thường mua là 879 ngàn rồi mọi người, mà trong cái box này chung với 30 cái mặt nạ với lại một đống cây son như thế này mà còn có 1,7 triệu, như tiền là Tiên mua liền rồi đó. Và đây cũng là một cái thông điệp mỗi tháng mà Beauty Box muốn gửi đến cho tất cả mọi người, là có thể làm thành quà tặng bạn cũng được, ví dụ như là mua một cái box song tử tặng cho những người bạn song tử. Ví dụ như bạn Tiên không biết mua gì, lên Beauty Box vô cái page Zodiac Box rồi mua một cái box của song tử tặng cho Tiên là Tiên cảm thấy là đủ happy rồi. Nó có 3 loại giá, như là 600 mấy, rồi 900, 1 triệu gì đó, với lại 1,7 triệu, thì là có 3 cái box như vậy. Mọi người có thể tham khảo ở trên page của Beauty Box nha, thì Tiên sẽ link ở dưới đây luôn. Rồi, cảm ơn Beauty Box rất là nhiều. Tiếp đến là của nhà Kiehl's. Thì đây là Kiehl's đang chạy một cái campaign với lại các bạn ở trên Lazada, cho nên là Tiên rất là mấy cái sticker rất là dễ thương mọi người. Tiếp theo là một cái toner. Thì cái toner này á, là một cái toner Tiên đang sử dụng rất là nhiều rồi, và cũng đã review rất nhiều lần ở trên YouTube của Tiên rồi, là cái này đây, bông cúc mọi người ơi. Nhưng mà thiết kế lần này cực kỳ khác, lọ thủy tinh nha mọi người, cực kỳ khác những cái bình thường luôn, cho nên là Tiên cảm thấy như lần này rất là sang chảnh nha mọi người. Wow wow wow, amazing. Cảm ơn nhà Kiehl's rất là nhiều. Ây, ây. Tiếp đến là một sản phẩm nữa từ nhà Bobbi Brown. Cảm ơn Bobbi Brown rất nhiều, lần nào cũng gửi quà rất là big cho Tiên. Đây là cái hộp lần này các bạn gửi cho Tiên đây. Để Tiên xem nha. Oh my god, mọi người ơi, mọi người có biết đây là ai không? Mọi người có biết đây là ai không? Đẹp trai quá. Trời ơi, thật sự Tiên đã là fan của Kai cũng đã được một thời gian rất dài, từ hồi Tiên ở bên Mỹ rồi mọi người. Đi Tiên Lê chào đón chàng thơ đầu tiên Kai. Bobbi Brown cho ra mắt bộ sưu tập Kai's Picks, gồm các sản phẩm Kai yêu thích là bí quyết để Kai có làn da căng mướt rạng rỡ, khỏe mạnh từ sâu bên trong, cùng Bobbi Brown tái nạp năng lượng cho làn da cùng với các sản phẩm từ bộ sưu tập để luôn tỏa sáng thần thái ở mọi góc nhìn nhé. With love. Thank you Bobbi Brown, dễ thương quá nè. Thì lần này Bobbi Brown có cho ra mắt hình như là 2 sản phẩm mới thì phải. Một cái Intensive Skin Serum của The Emotion, và một cái Intensive Skin Serum là lotion. Còn cái Intensive Skin Serum mà cái
foundation thì Tiên có rồi, các bạn đã gửi cho Tiên trước đây rồi. Tiên sẽ unbox cho mọi người ha. Thì trong cái box này nó sẽ có một cái cushion rất là sang chảnh. Đây, siêu đẹp, siêu đẹp. Tiếp theo là một cái Bobbi Brown. Cái này Tiên cũng đang có sử dụng ở nhà rồi. Best primer, Tiên đã review trên Instagram Tiên rồi. Cái primer này là cái vitamin face base rất nổi tiếng của Bobbi Brown. Thứ ba là một cái gương mọi người, hình của Kai luôn. Oh my god, Kai everywhere. Cho bộ sưu tập này là kiểu Tiên nghĩ là cũng khá là thành công của Bobbi Brown đó. Tại vì Kai rất rất là nổi tiếng luôn á mọi người. Tiếp theo thì các bạn có gửi cho Tiên một cái chai serum mới của Bobbi, cái Radiance Lotion. Thì Tiên sẽ sử dụng thử một thời gian xem. Và nếu mà nó tốt, nó ổn thì Tiên sẽ review cho mọi người nha. Tiên sẽ để cái link mà để các bạn mua hàng của Bobbi ở dưới đây luôn, để cho mọi người có thể tham khảo ha. Cuối cùng là một cái son. Đây là một cái son của Bobbi. Yeah, đây là cái son Crush Oil Infused Gloss. Amazing. Rồi, yes, that's it. Cảm ơn nhà Bobbi. Tiếp theo là một nhãn hàng mà Tiên cực kỳ yêu thích, là nhãn hàng YSL. Thì người ta hay gọi là Saint Laurent. Cảm ơn YSL rất là nhiều là lần này đã gửi cho Tiên tới hai cái box rất là xinh. Thì Tiên sẽ unbox box bự trước ha. Mở ra như thế này. Đó, đầu tiên là cái Night Reboot Serum của YSL. Thì các bạn cũng đã chạy cái campaign rất là nhiều cho cái dòng Pure Shots này rồi. Và đây là một cái chai rất là đẹp luôn mọi người. Thì YSL có được gửi tới cho Tiên một cái chai mini size, và Tiên cũng đã sử dụng thử rồi và Tiên rất là thích. Cảm ơn YSL rất là nhiều đã gửi tặng đến cho Tiên cái bộ này nha. Tiếp theo là một cái cushion siêu sang chảnh. Tiên sẽ mở bên trong cho mọi người xem. Cushion YSL Tiên đã sử dụng qua rồi và Tiên rất là thích. Tại vì độ che phủ rất ổn nhưng mà không có bị quá dày. Nhìn da rất là đẹp luôn mọi người. Tiếp theo thì YSL gửi cho Tiên một cái son. Đây, Tiên sẽ mở ra cho mọi người xem. Đẹp không? Nói chung là nhà YSL thì quá xịn rồi. Và sắp tới đây thì Tiên sẽ có rất là nhiều dự án kết hợp cùng bạn quá xem này, cho nên là mọi người hãy theo dõi trên YouTube cũng như là trên Instagram của Tiên nha. Tiếp theo là có một cái hộp này, thì trong cái hộp này là có một cái set travel size của các bạn, là bao gồm có cream, lotion, rồi các thứ rất là xịn sò. Cảm ơn nhà quá xem rất là nhiều nha. Cuối cùng cũng là unboxing từ một nhà cũng rất là hay gửi quà đến cho Tiên, đó chính là Fragile Spine. Cảm ơn Fragile Spine rất là nhiều. Thì Fragile Spine, nếu các bạn không biết thì là một tiệm bán đồ lót rất là bralette, rất là dễ thương, rất là đẹp ở Sài Gòn. Mọi người có thể lên Fragile Spine, Tiên sẽ để Instagram ở đây để mọi người tham khảo nha. Đây nha mọi người. Đó. Thank you. We hope you enjoy your purchase. All of your products are made with an obsessive attention to details. We would like to hear your thoughts and see your pictures at Fragile Spine Laundry. Thì có gửi cho Tiên một cái áo rất là sexy, áo bralette. Thì cái bạn này là cái bạn chuyên về bralette, cho nên là các bạn hay gửi những cái bralette rất là xinh này. Đây là cái bộ, nguyên một bộ như thế này. Cảm ơn Fragile Spine rất là nhiều. Yeah, các bạn đã thấy thì ngày hôm nay của Tiên là đang làm cả ngày, xong chưa ăn uống xong thì đi tắm rửa ra unboxing cho mọi người. Và bây giờ Tiên sẽ chắc là cũng chill ở nhà coi phim một chút. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái unboxing haul khá là bự này một ngày của Tiên như thế nào, và cũng như một cái vlog A Day in My Life Quarantine Version. Dạo này ở nhà khá là nhiều, chỉ là muốn quay cho các bạn những cái hoạt động Tiên hay ở nhà làm gì. Hôm nay đúng kiểu brand gửi tới, tất cả mọi thứ gửi tới một lúc, cho nên là Tiên muốn làm một cái unboxing cho mọi người. Và tất cả những sản phẩm ngày hôm nay Tiên đã unbox cho mọi người thì Tiên sẽ để ở dưới description box cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye, love you.